Đồ gỗ nội thất Thụy Huân trân trọng kính chào toàn thể quý khách. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ tần Thụy Hoàng 12, hàng khuôn 4 ván 2 dày dặn, chất liệu gỗ hương đá. Và bộ này bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Hùng ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Kính mời anh chị và các bác cùng xem qua cũng như là chiêm ngưỡng cái sản phẩm sau khi hoàn thiện của xưởng bên em. Toàn bộ từ dưới lên trên các bác có thể ngắm nhìn là rất là cân đối. Khuôn tranh dày 4, ván dày 2, toàn bộ phần chân là chân khớp đế liền, hàng 12. Ván thì bên em toàn bộ làm ván liền tấm hết, ván dày 2 phân, ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Vách thì bên em đục bức tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, cực kỳ là đẹp, sắc nét và ấn tượng. Từng cái chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm đều được bên em đục tỉa rất là sắc nét như thế này. Đấy, chương là hàng chương liền, liền cả xoáy, và chương bên em đục ngũ phúc lâm môn thu hút tài lộc đến từ năm cửa. Các bác nhìn thấy là từng chú rơi đều được gọt tỉa rất là sắc nét. Chương liền luôn cả xoáy này. Để làm được cái chương liền xoáy này, gỗ sẽ tốn hơn mà công cũng tốn hơn. Vách ghế thì đục mà bức tranh Tùng Cúc Trúc Mai, mong muốn cuộc sống bốn mùa đều bình an thịnh vượng. Từ cả vách cài là bên em làm cũng rất là dày dặn. Chống ngây trấn hung trừ tà, mai rùa liền cả xoáy. Mai rùa liền, cột liền, chân đế liền, chương liền. Và từng chi tiết chạm trổ rất là sắc nét. Đấy, rất là sắc nét. Huỳnh thì bên em đục lưỡng long trầu mặt nguyệt, khuôn 4 ván 2. Đoạn thì có kích thước là 2m47, cao 1m21 và sâu 73 phân. Đẹp từ dưới lên trên, cực kỳ là cân đối. Gỗ thì rất là đều màu và bên em tuyển chọn cực kỳ là đẹp. Bàn thì có kích thước là 75x1m47. Đôn đầu bàn thì đục bức tranh cửu ngư quần hội, có kích thước là 75x40. Tiếp theo nữa đó là hai chiếc ghế đơn đấy, các bác có thể quan sát. Và cái sản phẩm nào, dù hàng VIP hay hàng thường, dù hàng bình dân hay hàng siêu VIP, thì bên em vẫn hoàn thiện kỹ nhất có thể để đến tay người tiêu dùng. Và từng cái chi tiết của sản phẩm đều được bên em chăm chút rất là tỉ mỉ, tâm huyết để tạo ra cái sản phẩm tốt, kỹ, đẹp từ gỗ đến nước sơn. Thì các bác nào nếu mà có xem các video em quay tại nhà khách thì sẽ thấy phản hồi của khách tích cực ra sao và mọi người nhận xét tốt như thế nào. Thì không phải xưởng nào cũng có được cái niềm vinh hạnh như vậy, và đi hàng lúc nào được khen, được tin tưởng và lượt khách quay lại nhiều như vậy. Sở dĩ như thế là có cái tình yêu cũng như là cái chỗ đứng cũng như là cái uy tín nhất định, thì khách hàng mới có thể tin tưởng mình, dành niềm tin vào mình. Khuôn 4 ván 2 yếm 4. Đấy, kỹ đẹp từng chi tiết luôn, sắc nét đến từng chi tiết. Ghế này thì vách đục chữ quý. Trong tất cả các video em đều quay rất là chậm để cho các bác có thể quan sát từng các cái chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Nhỏ nhất của sản phẩm. Trên thị trường có rất là nhiều hàng giá rẻ, thì em cũng phải công nhận điều này. Thì tiền nào của đấy, các bác cũng đã từng mua hàng, các bác cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm, không chỉ là hàng đồ gỗ, hàng nào cũng thế. Cái giá tiền đi liền với chất lượng, hàng rẻ và hàng đắt đều có cái giá trị riêng của nó. Và để tạo ra những cái chi phí hàng rẻ và hàng chất lượng, nó chênh nhau rất là nhiều. Và cái phân khúc giá trên thị trường cũng chia thành nhiều các cái mức giá khác nhau, tùy theo cái độ làm kỹ, làm đẹp hay là làm ẩu, làm dối, làm tận dụng gỗ mà cái giá thành có sự chênh lệch. Thì bên em cam kết đưa ra cái giá tận gốc và thấp nhất có thể để làm sản phẩm kỹ đẹp cho quý vị và các bạn. Thế nên nếu mà mọi người còn đắn đo về giá thì mua những cái sản phẩm giá rẻ nhiều khi là bị những cái rủi ro trong tương lai mà mình không mong muốn, thì đấy là một cái điều mà em cũng không mong muốn một chút nào hết. Thế nên quý vị và các bạn, nếu mà đã có ý định mua bàn ghế thì có thể dành ra một chút ít thời gian để tìm hiểu, để thấy được cái độ khác biệt của những cái sản phẩm khác nhau trên thị trường. Còn nhìn qua về mẫu mã thì bộ nào cũng giống bộ nào thôi. Quan trọng là chi tiết chất lượng của từng các cái món sản phẩm, hoặc là nước sơn hoàn thiện, hoặc là gỗ, nó khác nhau rất là nhiều, thì nó quyết định giá thành của sản phẩm. Anh Hùng thì cũng là một khách hàng đã tin tưởng và theo dõi nội thất Hữu Huân rất là lâu rồi. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã đặt niềm tin vào xưởng bên em. Thì kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến những cái sản phẩm hàng chất lượng, hàng đẹp thì có thể liên hệ tới số 0988685625 hoặc là fanpage đồ gỗ nội thất Hữu Huân để có thể được bên em tư vấn và báo giá. Nếu mà có thời gian thì em cũng mong mọi người có thể đến tận xưởng bên em, có thể kiểm tra trực tiếp từ mộc thì sẽ hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.